một, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh. Yeah. Gia đình là số một. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu, không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi, vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi đây, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có đổi thay, ta vẫn luôn sát vai. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một. Bấm chuyện lên tin gia đình ta, dù ra sao vẫn cứ thế khăng khít bên nhau. Dù lắm lúc có những khi vô tình, nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh em đã nói như thế là gia đình mình mãi là số một, và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh. Hello em. Nguyên á về trễ nên nó kêu chị ngồi đợi nó một chút. Dạ. Nguyên nó mất rồi đúng không? Ừ. Ây da. Ừ. Chị My. Ừ? Dọn bánh rơi xuống sàn, dọn cực lắm đó chị. Ừ. Chị xin lỗi. Bữa sau chị để ý hơn. Dạ. Bữa sau chị ý tứ hơn chút nha. Ý tứ hả? Thì á, chị ăn á, rớt dọn bánh xuống sàn, rồi bàn ghế thì xê dịch lung tung. Ngày nào chị dạy xong á, em cũng dọn muốn chết luôn. Ủa, em có hơi khó tính quá không? Chị ăn xong rồi tí nữa trước khi chị đứng dậy rồi đi, chị sẽ dọn mà. Với lại em nghĩ quan cho chị rồi đó. Chị vô ngồi chị ăn chị đọc chuyện thôi à, chứ chị không có mà xê dịch bàn ghế gì đâu. Thì hồi nãy em dọn rồi, bây giờ em phải dọn lại nữa nè. Thôi xin lỗi em mốt chị không ngồi đây ăn nữa. Chị để nó đi em dọn cho. Thôi khỏi, chị dọn được. Chị vô phòng Nguyên chị đợi. Ba không muốn thấy mặt con nữa, ra ngoài. Ba, con không có làm chuyện này thiệt mà. Đã nói đi ra ngoài. Chuyện này không phải con làm thiệt đó ba. Cú đá thẳng ra ngoài. Dạ. Chết cha. Hai chó bé rồi. Ngọc ơi là Ngọc. Khoan cho con mà ba, thật sự con đâu có làm chuyện này. Chị thích mày chưa? Cho mày chưa? Dù mày chưa? Ủa hello em. Ủa chào chị. Lâu quá không gặp em. Dạ. Ê mới học xong hả? Quýnh chụp cuối với tôi không? Ê, đi 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 vô vô vô. Lâu quá tôi cũng không chơi nữa. Giờ mấy rồi, cuối hả? Em chơi gì vậy? Cho cô chơi thử với. Nha. Chị chơi cái trò này giỏi quá nè. Hình như cái game này sinh ra là dành cho chị chơi hay sao á? Phải công nhận á, chị chơi giỏi thật chứ. Ê, Nguyên. Chị My đang làm cái gì vậy? Đang chơi game á. Hồi nãy xin con dán à, giờ dính chơi luôn rồi. Lỗi Nguyên nha, tại cái trò này chơi vui quá nè, không ghiền sao được.
Thôi chị, xuống chơi đi. Thôi, tôi đâu biết chơi mấy cái này đâu. Thôi chơi. Thôi, sao mà chơi mấy cái này được? Chơi đi, chơi game xả stress tốt lắm á. Tâm Ý, nếu chơi chơi thì dễ lắm. Vô đây chơi nè. Ngon, nhào vô. Ngon nhào vô. Được rồi, để em chơi thử. Đánh cái bụng đi chị. Nhắm thẳng cho chị ơi. Coi chừng đó chị. Cố lên chị ơi, coi chừng. Coi chừng, coi chừng đó chị. Coi lên chị ơi. Yes. Học trò gì mà kỳ cục quá vậy, thấy cô giáo hả thua còn dê. Em không ngờ chị có năng khiếu mà chị quýnh không trúng cái nào luôn á. À, công nhận là cô chơi giỏi thiệt, nhưng mà chị ấy chơi giỏi hơn, thua là đúng rồi. Ủa mà Tâm Ý, có thiệt lần đầu tiên em chơi trò này không vậy? Sao em chơi giỏi vậy? Em nói thiệt mà. Ôi, chơi lại với chị gián nữa đi nha. Dạ thôi, bây giờ em phải đi phơi đồ rồi. Thôi, chơi lại với chị một gián đó đi, cho chị gỡ đi. À, không được đâu chị, đồ giặt xong là phải phơi, không thôi là có mùi á. Gì vậy? Lần sau rảnh là chơi với chị gián nữa đó nha. Cô bóp bộ. Lại có chuyện gì nữa hả? Thôi, không cần phải hỏi. Anh lại gây ra cái gì tày trời nữa rồi. Không biết thì đừng có nói. Lỗi phải của anh đâu. Rõ ràng ba không có chịu nghe anh giải thích gì hết. Đổ lỗi cho anh không à. Bởi vì em coi. Thấy chưa? Nhà này điếc rồi bây giờ. Lời nói của tôi không có 100 gram nào đó. Tại ơi tức quá rồi em. Hey. Ô, vậy có liệu. Em chào cô. Mày đứa đi đâu vậy? Dạ, tụi con Club Hip Hop. Hip Hop. Yes. Đi chơi hả? Nhảy, nhảy, bạn nói cho anh rủ lên. Suốt ngày chỉ biết nhảy nhót không à. Ngoài ra không biết làm gì nữa hết á. Còn Julian. À, dạ. Con cũng đi với lại tụi nó nữa hả? Dạ. Cô đi chung không? Đi không cô? Hả? Đi không cô? Đi không? Rủ cô đi hả? Dạ. Thôi đừng có rủ, hô hô, nhà rồi, ở nhà ngủ đi, hô hô. Dạ, mẹ nội mày. Xin lỗi cô, đi thôi anh em ơi. Cần đi nha cô. Mày cô đi. Chào mấy đứa. Anh Ngọc. Ủa anh Ngọc, dạ, chào anh à. Đang đón taxi hả? Dạ. Lên xe anh cho có gian nè. Ủa, chào anh. Mấy đứa định tới lớp chơi hả? Dạ, dạ đúng rồi. Thanh niên giờ sướng thiệt ha. Đủ thứ chỗ đi chơi hết. Thời anh cơm còn có ăn nữa. Ghen tị mấy đứa thiệt à. Ủa mà anh đi đâu một mình vậy? Anh đang có chuyện buồn. Định ra ngoài hóng gió cho nó thoáng một chút. Mà giờ cũng không biết đi đâu, chắc đi về quá. Hay là đi chung với tụi em nha, cho vui. Đúng rồi á, đi đi anh. Thôi, anh có tuổi rồi, tới mấy chỗ đó sao được, mấy đứa đi đi. Vậy là anh chưa hiểu về hip hop rồi. Hip hop nó giống như là một cái sự tự do vậy, không có phân biệt về tuổi tác, cũng không có rào cản về giới tính. Anh hiểu không? Yeah, đúng rồi, nhưng mà hơn nữa là anh chưa có già đâu. Đúng rồi đó, đi đi anh. Đi đi, đi đi, đi đi, đi. Đi. Thôi được rồi, vậy anh tới chơi mấy đứa một chút rồi anh về nha. Ok, yeah. Chú mới về ạ. À, nhà còn cơm không? Mà nếu hết cơm thì nấu mì cho chú ăn cũng được. Dạ, chú lên thay đồ đi. Rồi con dọn cơm cho chú. Trời, sao đồ ăn nhiều quá vậy? Chú chỉ ăn đại khái thôi mà. Dạ, dù sao thì cũng phải ăn cho đàng hoàng mà chú. Cảm ơn con, phiền con quá. Dạ không sao đâu. Mà chú ăn xong chú nhớ uống sữa nha. Dạ. Trời, đồ ăn ngon quá. Đúng là ăn cơm nhà có khác. Ăn cơm ngoài không được vậy đâu. Dạ, vậy chú ăn xong á, chú cứ để đó đi, con dọn cho nha. Không cần đâu, con cứ lên phòng nghỉ đi. Lát chú ăn xong chú tự dọn. Dạ thôi, để đó con dọn được mà.
Vô cái nè. Đây đảo quá. Alo chú đâu rồi? Anh cày. Chú ơi, đi thẳng vô cửa đó. Đi lại vô cửa. Đây, giới thiệu là anh Ngọc. Rồi, chúc mừng gặp lại nha. Ok. Goodbye, man. Mình ra cái nhảy đi anh. Đi. Đi. Yo, 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 welcome to the big show. Let's go. Khi em đến bên anh thoáng cứ như một cơn gió, một mùi thơm nhỏ nhỏ ở đâu đó xung quanh đây. Cuộc gặp gỡ hôm nay khiến tim anh như loạn nhịp, chẳng thể nào bắt kịp theo đôi mắt ấy của em. Nếu là lo lắng thì với anh đây là một hoàng tử giá. Anh chắc rằng tình cảm anh sẽ đủ vững trái tim em. Chỉ mong sẽ tương lai cho chúng ta được gặp lại. Cậu đó đang nói gì vậy? Với của tôi ta. Đang beatbox mà rap freestyle đó. Là rap tự do hả? Dạ đúng rồi. Hôm nay em thấy anh đã hơi bị giải phóng con thú trong người luôn nha. Ở đây vui thiệt á. Bao nhiêu mạnh nhọc tay biết hết luôn. Quất quất quất. Bạn em hồi nãy làm cái này là cái gì? Là cái gì? Rap freestyle. Cái lời nó viết làm sao? Rap freestyle là không có lời anh ơi. Mình rap tự do thoải mái, miễn sao mình nói ra được cái nỗi lòng của mình thôi. Nói ra nỗi lòng hả? Yeah. Bởi vì rap freestyle á là âm nhạc của người da màu. Họ muốn dùng cái âm nhạc đó để lên án với lại phản ánh cái nạn phân biệt chủng tộc mà họ phải chịu đựng đó. Cho nên là họ cứ rap ra hết cái nỗi lòng của mình, sau đó họ sẽ rất là thoải mái. Yeah. Yeah! Yeah! Alo. À, dạ em xuống liền. À. Dạ đúng rồi anh, dạ đúng địa chỉ đó rồi. Tao biết. Lại lại. Vô ông chờ một cái, mau lên, mau lên. Dạ. Bỏ đại đó, đi xuống, vô lẹ lên. Dạ, alo, em tới rồi nè. Chào chị. Dạ, anh tới hả? Lấy đồ, thôi đợi em xíu nha. Trời sao nắng dữ vậy trời. Dạ, em ra liền. Dạ, có trả tiền xe không anh? À, dạ hả? Ây da. Ây. Trời ơi. Alo, dạ, em tới liền. Ủa, chị tìm cái gì ngoài vậy? Ủa, Tâm Anh, em có thấy cái áo khoác của chị để đây không? Em đâu có thấy đâu, em vừa mới xuống mà. Đâu rồi ta? À, chị ơi. Hả? Có thể là Lam Chi giấu á. Lam Chi hả? Nắng quá. Ủa, hello hai đứa. Ủa chị, hả? Chị lấy cái áo của em hả? Ủa, cái áo này của em hả? Chị xin lỗi nha, tại hồi nãy trời nắng quá chạy ra lấy đồ á, cho nên chị mượn đỡ chị... Sao nó rách rồi? Sao rách rồi chị? Chắc là hồi nãy gấp quá nó mang vô cửa. Nhưng mà sao rách nặng dữ giờ mang có chút xíu. Sau này chị đừng có tùy tiện đụng vô đồ của người khác nha. Chị ơi, sao nãy chị lại nặng lời với chị My vậy? Tại chị My tự tiện đụng vô đồ của chị chứ gì nữa. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Chị về nha Tâm My. Chào chị.
chào em. Nguyên Nguyên. Cái gì vậy? Con tải giùm ba mấy cái bài nhạc hip hop về máy nha. Bài nào càng sung càng tốt. Nhạc hip hop hả ba? Ừ, ba không biết cách tải, con tải giùm ba đi. Mấy kiểu nè. À dạ dạ dạ. Kiểu là vậy đó. Nhanh lên, nhanh lên Quang ơi. Em chỉ cho chị nha. Chỉ mấy cái động tác mà sao mà chơi thiệt là giỏi luôn á. Để lần sau chị mà có chơi là chị phải chiến thắng tâm ý mới được. Vậy là chị gặp đúng thầy rồi đó. Nhưng mà với điều kiện á là trò phải nghe lời thầy nha. Ừ, yên tâm, chị nghe lời lắm á. Dạ ok, chị chạy một chút. Bây giờ trước khi mình sử dụng máy, mình phải làm một vài động tác cơ bản trước. Tác cơ bản hả? Dạ. Khởi động kỹ chị. Bắt buộc phải khởi động hay không? Chị để dập bẻ là chết luôn á. Rồi, bây giờ tập trung nha chị. Đó, nhìn thẳng vào đối thủ. Nhìn thẳng đối thủ. Rồi, dồn hết lực vào cánh tay. Ra đòn. Đóng thẳng vô chị. Trời ơi chị đừng có giỡn như vậy, không có được đâu. Chị đâu có giỡn đâu. Chị phải giọng thẳng đối phương luôn mà sử dụng hết lực vô. Rồi, này, 1, 2, 3, lên. Đậm vô. Đánh lực nữa. Ôi, lại. Rồi, lấy đàn lên. 1, 2, 3, lên. Con đi chạy chứ. Ơi, ơi. Ủa, hai đứa qua đây làm chi vậy? Lâu quá không gặp luôn á. Dạ, tụi con đi mua đồ mà Tâm Anh nói là muốn ghé qua đây cho nên là tụi con ghé luôn. Trời ơi, cưng quá. Chú ơi, con nhớ chú lắm á. Hồi chú còn nhớ con dữ lắm luôn á. Tâm đại lên chị ơi, mạnh lên nữa. Hay quá, ủa, đúng rồi chị. Có lại, chuyện gì trong đó vậy chú? Chú đứng lại, rồi, nhắm chuẩn vô. Diễm My kêu Kỳ Quang qua dạy đánh cái game quyền anh vậy á. À. Đúng rồi đó. Đi. Nguyên chuyện con. Dạ. Chú chỉ con. Ừ, phải cầm hai tay nè. Chú đứng lại, rồi, nhắm chuẩn vô. Vô. Hay quá chị ơi. Cố lên, đúng rồi đó. Hay quá. Làm lại một cố nữa. Chết mày chú. Đúng rồi đó. Hay quá. Chết chị. Nè Ngọc, tiền ở bên anh Khang sao chưa thấy vô? Bên đó mà nợ dài á là mình thiệt hại nhiều lắm đó. Ok man. Gì? Ok man gì? Con nói cái gì? Hả? Điên hả? Dạ, con xin lỗi ba, nãy giờ con đang suy nghĩ chuyện khác á mà. Trời ơi, làm ơn tỉnh táo dùng chút đi con. Nhìn cái đầu thì to, mà anh trong có một trái nho à. Ok man. Hay quá. Thắng rồi đó chị. Chị giỏi đi chứ. Ủa ai vậy? Tâm ý hả? Ủa, em chào chị. Ủa, em tới nào vậy? Em mới tới. Chào chị. Chào em. Em không quên cái hẹn ngày mai hai đứa mình đấu game chứ. Ok chị, mai gặp ha. Không tiễn em. Đơn giản. Em chào anh Nguyên. Ủa Nguyên ơi. Ừ? Nếu mà cậu không bận á, cậu chỉ tôi cái này nha. Chỉ gì vậy chị? Tiếng Anh hả? À, không phải tiếng Anh. Đó, nè chị, mình đấm vậy nè. Mình đấm làm sao cho cánh tay với cái nắm đấm mình thành một đường thẳng như vậy là đúng nè. Đấm. Vậy đúng không? Đâu. Không, phải thẳng lên miếng ngựa. Thẳng cái tay lên, thẳng nè. Đúng rồi đó, gần đúng rồi đó. Đấm. Đó. Ủa mà sao chị muốn học này vậy? Ý, tôi nhất định phải thắng một người. Hả? Ê, mà còn phòng thủ thì sao? Phòng thủ hả? Ừ. Ờ, mình... Vô đi! Dạ, ba gọi con. Tại sao vậy? Hả? Tại sao vậy? Tại sao lại xác nhận rồi đã nhận tiền thanh toán của công ty An Khang hả? Ủa, bộ bữa đó chưa thanh toán nữa hả ba? Trời ơi, vô đây mày còn hỏi nữa hả? Ba dặn con sao là phải... Làm sao đòi được cái tiền của công ty An Khang? Nói cho biết, lần này ha, mà con đòi không được á thì con phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lỡ như công ty An Khang nó phá sản thì sao ba? Ra ngoài! Đi! Tao nói mày ra ngoài! Trời ơi, sao nhức đầu với thằng này quá. Thank you.
Alo. Quốc hả? Anh Ngọc nè Quốc ơi. Dạ, em nghe nè. Nhạc chuông của em hay quá. Anh có thể nào xin tải cái bài nhạc này về làm nhạc chuông của anh không? Trời, em có cấm anh cũng đâu có được đâu, thoải mái đi anh. Mà anh gọi em có gì không? Tại lâu rồi không có tới lớp chơi. Mà tự nhiên dạo này anh thích nghe nhạc hip hop ghê luôn á. Anh thích lắm luôn á. Định rủ mấy đứa bữa nào tới đó chơi nữa nè. Ok, bye man. Ủa, ai gọi anh hả? Anh Ngọc gọi. Ông gọi anh chi? Anh rủ mình đi lớp nữa đó mà. Hả? Làm xong chưa? Đưa cho tao coi coi. Khoan đã, mình chưa làm xong mà. Mấy xíu mình làm xong mình đưa cho bạn. Cho liền. Chị tới rồi hả? Mình bắt đầu được chưa? Bắt đầu. Sao đông quá vậy? Mọi người biết chị ấy sắp thi đấu. Thế cổ vũ cho chị á. Giải tán hết đi, chị không muốn bị phân tâm. Rồi, hai người đã sẵn sàng chưa? Khoan, từ từ. Ê, mày làm cái gì vậy? Chị uống sữa đi. Trời, chuyên nghiệp quá. Bắt đầu được chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ trận đấu xin được phép. Chị nhớ nhạc đánh liên tục. Đề nghị trọng tài không làm phân tâm và giữ sự công bằng cho thí sinh. Trận đấu xin phép bắt đầu. Trận đấu của người máy tâm ý, người giúp việc nhà và người máy Diễm My, cô giáo dạy kèm. Trận đấu bắt đầu. Cố lên Diễm My ơi. Bình tĩnh nghe nói, bình tĩnh nghe nói, bây giờ mình bình tĩnh lại. Mình đã chào đối thủ rồi, ra đòn quyết định. Nhắm vào thẳng vào mặt đó, đó vương là ra đòn liền nha chị. Bình tĩnh, cố lên chị ơi, chị làm được mà, chị biết làm được mà. Cố lên. Rồi, tập trung vô, bình tĩnh lại. Dạ. Dạ. Nè cái thằng kia. Con khỉ. Mày làm khỉ hả? Dạ, ba kêu con hả? Sao bữa nay Khang chưa trả tiền? Đó đâu phải trách nhiệm của con đâu. Trời ơi, nó nói như không vậy đó. Không có trách nhiệm của con. Phải chi con đòi tiền trước thì đâu có phải mất trắng như vậy hả? Trời ơi, tụi nó cãi hả? Mày gì hả? Mày chạy hả? Con có biết là họ trễ hạn thanh toán bao lâu rồi không? Theo như ba nhớ đó, 2 tuần rồi đó con. Phải làm sao chứ? Ba nói cái gì sai sao? Con khúc mắc ở trong lòng, con cứ nói ra. Dạ, con có đòi rồi, nhưng mà tại họ chưa trả thôi. À, có nghĩa là họ chưa trả và mình cứ để vậy hả? Con phải đòi người ta. Thân là phó giám đốc mà tại sao con không khôn ngoan một chút gì hết vậy? Dạ. Ngày nào cũng phải nghe những lời nói, những câu nói hằng ngày tôi phải nghe. Tôi là một quý ông lịch lãm, có tên là Ngọc. Tại sao con cứ coi con là thằng ngốc? Dạ.
Tại sao vậy hả ba? Áp bức chi tiết, la mắng chửi bới. Dạ. Có tim con tan nát, có không muốn tồn tại. Nhưng giờ có hip hop, con sẽ dùng những giờ hát này để chống lại ba. Dạ. Ngày nào con cũng tức tức đầy người, khi con cô đơn và đau đớn, những áp bức gồm nén. Có ngày con sẽ buông ra, lúc đó con sẽ chống lại ba. Vì con là quý ông được làm, con cũng là con người, con không sợ ai hết. Con sẽ chống lại ba, đơn giản chỉ thế thôi. Dạ. Ba nói con có nghe cái gì không? Dạ, con xin lỗi ba. Ôi trời, thằng này nó hết thuốc chữa rồi. Dạ. Chị nói trước đi. Em nói trước đi. Chị ơi, em thành thật xin lỗi chị. Hồi nãy em như là bị điên vậy đó. Thật ra trong chuyện này chị cũng có lỗi nữa. Tại chị đánh em trước. Không có đâu. Tại em nhỏ mà em còn hổn với chị nữa. Lỗi là em mới đúng, em là người sai mới đúng. Không, chị cũng sai mà. Chị cũng xin lỗi Tâm Ý. Tâm Ý đừng có buồn chị nha. Em mới là người sai mà, chị không có lỗi đâu. Chị cho em xin lỗi chị nha. Chị cũng xin lỗi em. Thôi chị em mình đừng có vậy nữa. Em muốn từ nay em sẽ hết lòng đối xử tốt với chị. Đừng có khóc nữa hay chưa, chị tha lỗi cho em. Chị cũng đừng có khóc nữa nha. Hai chị em mình từ đây về sau không yêu thương nhau hơn. Tâm Ý ơi. Chuyện gì nữa vậy? Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghĩ là chắc hai người đó thân với nhau lại rồi. Ồ, kiểu như thân nhau được kiếp nào á. Đón xem tập 76 phát sóng vào lúc 19:55 ngày 11/7/2019 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1, 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 gia đình là số 1. Gia đình là số 1, oh oh oh, gia đình là số 1, oh oh oh, gia đình là số 1.